Anh thấy là trong cái xưởng của Tùng là cứ đi vài bước chân là lại có cái cột này là sao em nhỉ? Và các cái xung quanh của em đều có cam hết. Phòng cháy chữa cháy này, an ninh này, rồi về điện áp ở đây thì hoàn toàn là được đảm bảo hết. Và đó, từ đây ra đến đường quốc lộ 17 thì chỉ mất khoảng độ tầm 150m thôi đúng không em? Đúng rồi. Hai con container cũng có thể là thoải mái chạy nhau. Và cổng này thì hoàn toàn tự động. Công an ninh thì rất là nhiệt tình và thoải mái. Và container có thể là di chuyển thẳng vào trong được. Đúng rồi. Hệ thống phòng cháy ở trong này thì nó sẽ có báo cháy và chữa cháy tự động. Độ dốc, độ cao thì là 9m3. Nên đỉnh mái là 13m. Đảm bảo kể cả các cái doanh nghiệp nước ngoài vào thuê vẫn ok. Và xung quanh cái khu vực nhà xưởng này thì anh thấy là rất là nhiều cây đúng không? Đúng rồi, thì hiện tại ở đây đều có cái nước sạch ấy. Nước sạch đến tận xưởng để chúng ta phục vụ là sản xuất và sinh hoạt. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với Tìm Nhà Đẹp. Tôi là Nam, chuyên viên tư vấn bất động sản tại Bắc Ninh. Và đồng hành cùng với Nam trong video ngày hôm nay đó chính là em Tùng. Em Tùng thì kém hơn Nam 1 tuổi nhưng mà cũng cực kỳ thành công ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì anh em mình sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả cái gì Tùng nhỉ? Hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu với quý vị khán giả một cái nhà xưởng diện tích 3.500m². Cái xưởng này là thuộc cái địa phận ở khu vực nào em? Nhà xưởng này thì thuộc cái cụm công nghiệp Hà Mãn Chí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Vị trí địa lý thì hiện tại cái khu nhà máy này cách quốc lộ 5 là 7km. Cách cảng Hải Phòng thì khoảng 1,5 giờ lái xe. Cách quốc lộ 38 khoảng 8km. Và cách thành phố Bắc Ninh 18km. Và đó, từ đây ra đến đường quốc lộ 17 thì chỉ mất khoảng độ tầm 150m thôi đúng không em? Đúng rồi. Từ cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp Hà Mãn Chí Quả này thì chúng ta có thể là rất dễ dàng di chuyển về quốc lộ 5 thông qua quốc lộ 17 và gần như là chúng ta không phải rẽ theo bất cứ một hướng nào và chúng ta có thể là kết nối thẳng đến quốc lộ 5. Đường để đi vào trong cái khu vực xưởng này là có mặt cắt ngang là khoảng bao nhiêu mét Tùng nhỉ? Cái mặt cắt ngang này cỡ khoảng 15m. Cho nên là hai con container cũng có thể là thoải mái tránh nhau. Tránh nhau, thoải mái. Và cái đây là khu vực cổng vào. Cổng này thì hiện tại nó chỉ 12m thôi. 12 mét. Cổng này 12m thôi. Thì hiện tại là 12m và cổng này thì hoàn toàn tự động. Bên này của em là khu vực bảo vệ thì hiện tại là có bảo vệ 24/24. Đấy. Các bác an ninh thì rất là nhiệt tình và thoải mái. Vào đây trong mùa Covid là bắt buộc là phải đo thân nhiệt đúng không? Đúng rồi, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Rồi. Đúng theo cái chỉ định của nhà nước và chính phủ. Khu vực hành lang này thì có cái gọi là cái công năng sử dụng là gì em nhỉ? Hiện tại thì anh Nam có thể thấy ở bên này thì em trồng để cái diện tích để trồng cây trồng hoa. Đấy, trồng những cái cây có thể là phục vụ cho việc là nấu nướng ăn uống, ví dụ như cây sả, cây gừng. Rồi. Còn lại là hành lang này thì khi mà khách đến ấy, xe cộ để ở đây thì rất là thoải mái. Đấy, em để đây để vì bên này là một khối nhà văn phòng. Rồi. Khối nhà văn phòng rộng 400m². Đấy, thì ở đây thì khi xe cộ đến thì để rất là thoải mái. Hai cái khu vực xưởng này là mình sẽ có tổng cái diện tích là 3.500m đúng không em? Giới thiệu với anh Nam là bên này thì bao gồm nhà văn phòng và một nhà xưởng 3.200m ở đằng sau. Còn bên tay phải em đây thì hiện tại là cái xưởng này nó 3.500m. 3.500m. Cái khối kích thước ở đây thì nó đều có chiều rộng như nhau, đó là 28m. Chỉ khác nhau về độ dài. Rồi. Thì một xưởng là 125m và một xưởng là 120m. Đấy, về chiều dài. Cái khu vực đây là sẽ chạy từ đầu xưởng cho đến cuối đúng không? Đúng rồi. Cái khoảng không này của em là 12m sẽ chạy từ ngoài này và đến tận cuối cùng. Cuối cùng kia thì là sẽ, anh nhìn phía xa thì khả năng là khu vực gọi là phòng cháy chữa cháy cái trụ nhà máy nước ở kia đúng không? Vâng, kia là cái ở góc cuối kia của em sẽ là cái nhà, nhà để cái toàn bộ cái hệ thống phòng cháy máy bơm. Thì ở đó thì sẽ có một cái bể ngầm của em nó tức là 8 mét khối nằm ở dưới để phục vụ cái việc là phòng cháy chữa cháy. Vì ở đây cái phòng cháy chữa cháy nó là hệ thống spinner tự động hết nên cái áp suất và cái mật độ nước nó cũng phải rất là cao. Cái khu vực cổng của cái xưởng này là có cái mặt cắt ngang này là khoảng bao nhiêu mét Tùng? Hiện tại là cái chiều rộng và chiều cao của cái xưởng này, cửa đây thì hiện tại là chiều rộng là 7m và chiều cao là 5m. Và container có thể là di chuyển thẳng vào trong được. Đúng rồi, container có thể di chuyển trong được. Đi thẳng vào trong để bốc xếp hàng hay là lấy hàng rất là đơn giản, thuận tiện thôi. Hệ thống phòng cháy ở trong này thì nó sẽ có báo cháy và chữa cháy tự động. Khi mà
có xảy ra khói hoặc là cháy thì cái báo cháy tự động nó sẽ báo và nó kích hoạt hệ thống máy bơm ở đằng kia. Và trên này những cái vòi bơm sprinkler tự động nó sẽ phun nước ra để chữa cháy nên là rất là an toàn. Có nghĩa là gần như là cái rủi ro về cháy nổ là cực kỳ thấp đúng không? Đúng rồi, vì nó hoàn toàn là tự động, không phải dùng đến cái xử lý của con người. Từ cái khu vực nhà xưởng của mình đây thì chúng ta có thể kết nối về những cái cụm công nghiệp và những cái khu công nghiệp nào hả Tùng? Hiện tại là để mà nói thì ở đây sẽ rất gần với khu công nghiệp Khai Sơn này. Khai Sơn. Khu công nghiệp Thuận Thành 1, Thuận Thành 2, Thuận Thành 3 cũng đều rất gần, cách nhau khoảng 3-4 km thôi. Thì ở ngoài ra đây thì là khu nghiệp Habro. Habro này, xong đến Phú Thị này, Tân Quang. Nên là khắp mọi nơi ở đây thì đều có những cái kết nối giữa các khu nghiệp. Và cái tuyến đường giao thông cũng cực kỳ là thuận lợi. Vâng. Tới đây thì cái đường cầu Phân Tích nó xong thì kết nối với cái những cái khu nghiệp ở bên Từ Sơn và Tiên Du thì cũng rất là gần. Đấy, và đi ra Nội Bài thì cũng lại càng gần. Đó. Và từ vị trí của cái xưởng này thì chúng ta di chuyển ra ngoài quốc lộ 17 chỉ mất khoảng 150m đến 200m thôi. Đúng rồi. Và từ quốc lộ 17 đó thì chúng ta sẽ có hai hướng, một hướng di chuyển thẳng về khu vực Gia Lâm của Hà Nội. Đúng rồi. Và một hướng còn lại thì chúng ta sẽ di chuyển về khu vực thị trấn Hồ thuộc huyện Thuận Thành. Và từ cái quốc lộ 17 đó thì trong tương lai ngắn sắp tới thì chúng ta sẽ có một cây cầu Phật Tích Đại Đồng Thành. Thì nhờ cây cầu đó thì từ vị trí ở đây thì chúng ta có thể di chuyển cực kỳ là thuận lợi về khu vực gọi là Tiên Du và Từ Sơn. Hiện tại thì cái đường vành đai 4 cũng đang tiến hành này. Khi mà xong đường vành đai 4 thì kết nối giao thông giữa Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh nó lại càng gần. Bây giờ cũng đã gần rồi nhưng sau này nó sẽ gần hơn nữa. Đấy. Và từ đây thì chúng ta có thể là di chuyển về Hải Phòng cũng tương đối là thuận lợi thông qua quốc lộ 5 và đường cao tốc. Đúng rồi. Về thông số kỹ thuật của cái xưởng này là như nào Tùng? Thì hiện tại là thông số kỹ thuật thì về một xưởng ở đây của em thì cái độ dốc, độ cao thì là 9m3. Nên đỉnh mái là 13m. Đấy, nên 13m. Thì đảm bảo trong cái không gian đó thì cái khoảng không ở trong xưởng nó rất là thoáng đãng và thoải mái. Đấy, và ánh sáng đây, anh Nam có thể nhìn thấy ánh sáng ở đây em có những cái lấy sáng tự nhiên. Đảm bảo làm sao là khi ánh sáng thì nó cung cấp đầy đủ, giảm chi phí tiền điện hơn. Đấy. À, mà nhắc đến điện thì ở đây phải nói rằng là với cái hệ thống trạm biến áp, em đã đầu tư 1.000 kVA. Đấy, nói chung là để sản xuất thì 1.000 em nghĩ là cũng rất là ok rồi. Thoải mái cho cả hai xưởng. Thoải mái hai xưởng. Về điện thì là thoải mái và hệ thống phòng cháy chữa cháy thì cũng cực kỳ là gọi là cao cấp nhất hiện nay rồi. Đúng rồi. Về hệ thống phòng cháy chữa cháy thì cũng phải nói thêm với anh Nam là hiện tại thì đúng ra là các đơn vị thuê hiện tại ở trong địa bàn Bắc Ninh thì người ta chỉ đảm bảo cái phòng cháy vòng ngoài như những cái hộp họng thôi. Đó. Nhưng mà hiện tại thì bên em thì là để sản xuất lâu dài nên là bọn em đầu tư tất cả hệ thống sprinkler ở trong hết và báo cháy chữa cháy tự động. Về thủ tục giấy tờ thì bọn em đã có đầy đủ những cái thủ tục giấy tờ, ví dụ như là cho thuê nhà xưởng này, để làm sao cho các doanh nghiệp nước ngoài có thể là tham gia vào và sản xuất được. Đấy, chủ trương đầu tư bọn em đã đầy đủ những ngành nghề rồi. Có nghĩa đấy, là khi mà một đơn vị doanh nghiệp nào đó đến đây thuê là chúng ta sẽ đầy đủ tất cả những cái giấy tờ pháp lý để có thể là hợp thức hóa mọi thứ luôn. Đúng rồi, em đã đầy đủ những cái giấy tờ mà đảm bảo kể cả các cái doanh nghiệp nước ngoài vào thuê vẫn ok. Anh thấy là trong cái xưởng của Tùng là cứ đi vài bước chân là lại có cái cột này là sao em nhỉ? Cột này là cột tiếp nước, cấp nước cho phòng cháy chữa cháy. Vì về cơ bản là hệ thống phòng ngoài và bọn em rất là đề cao cái công tác phòng cháy chữa cháy. Nên là anh đang có thể thấy ở bên này hoặc là góc bên kia đều có cái chỗ tiếp nước. Và gần như là cứ vài bước chân là lại chúng ta lại thấy một cái cột như này. Đúng rồi, nó sẽ có mặt ở đằng trước các cái xưởng và xung quanh các cái xưởng để phục vụ công tác là tiếp nước nếu mà có quá trình cháy nổ xảy ra. Đó. Và khu vực phòng ăn ở đây là đây là cũng là phòng bếp luôn đúng không? Đúng rồi, cái bên này thì là phòng bếp và phòng ăn. Đây là bếp, khu vực bếp. Ở đây là phòng ăn, đây là phòng ăn. Phòng ăn thì hiện tại là buổi trưa công nhân sẽ ở đây và ăn ở đây. Đấy. Và phía cuối kia là có hai nhà vệ sinh. Đúng rồi, ở trong đấy thì có hai nhà vệ sinh. Hai nhà vệ sinh nó sẽ có nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ. Tổng là cũng có 16 phòng nhỏ, 12 phòng nhỏ, xin lỗi anh Nam, 12 phòng nhỏ. 12 phòng vệ sinh.
Đúng rồi. Có nghĩa là trải dài gọi là đều tất cả những cái khu vực nhà xưởng nhỏ đúng không? Có nghĩa là ở đây hiện tại 12, ở góc đằng cuối kia thì cũng có 12 nữa. À. Tổng là 24 vị trí. Có nghĩa là mỗi một cái khu vực nhà vệ sinh này là sẽ phục vụ cho một cái khu nhà xưởng. Đúng rồi. Anh Nam có thể nhìn thấy góc ngoài cổng khi mình đi vào nhé, là cũng có camera. Ngoài ra thì bên này cũng có cam. Và các cái xung quanh của em đều có cam hết. Đó, thì để đảm bảo là an ninh 24/24 ngoài bảo vệ ra thì đều có camera an ninh. Và gần như là mọi những cái góc của cái khu vực nhà xưởng thì đều có camera an ninh giám sát hết. Đúng rồi. Anh Nam có thể thấy ở góc đằng này nhé, đi vào đây sẽ là một cái hành lang. Theo đúng cái hành lang này thì là hành lang chữa cháy. Xe chữa cháy có thể đi vào đây và hoành vào đây nếu có thể cháy xảy ra. Nhưng điều quan trọng nhất là khi có cái hành lang này mình sẽ hút gió rất nhiều. Vì ở đây nó có cái hướng đông nam, buổi chiều thì nó sẽ hút gió tạo cái không gian thông thoáng cho nhà xưởng. Khi anh mở cửa buổi chiều ra thì nó rất là mát. Cái khu vực này anh thấy khá là rộng, cái chỗ này nó phải lên đến khoảng độ tầm 7 mét. Đúng rồi, nếu mà cái khu này thì nó sẽ điểm thấp nhất của nó là 5 mét. Nhưng mà nếu mà khoảng không xe quay như này thì nó phải rơi vào đến gần cả 7 mét. Gần 7 mét. Rất là rộng. Và xung quanh cái khu vực nhà xưởng này thì anh thấy là rất là nhiều cây đúng không? Đúng rồi, cái khu bên cạnh cái đường hành lang này thì nó rất là nhiều cây. Cây nên là tạo cái không khí thoáng đãng mát mẻ. Vừa rồi thì Tùng và Nam cũng đã giới thiệu cho quý vị về tổng quan cái khu nhà xưởng này. Thì bây giờ Tùng hãy tổng hợp lại một số thông tin về cái khu nhà xưởng này để cho quý vị gọi là tổng kết lại. Thì về cơ bản thì anh Nam cũng vừa đi tham quan cái khu nhà xưởng của bên em. Thì hiện tại thì em có thể là giới thiệu lại cái vị trí. Thì vị trí nó nằm ở cụm công nghiệp Hàm Mạn Chí Quả, thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Và cách quốc lộ 5 khoảng 7 km, quốc lộ 38 thì khoảng 8 km thôi. Và ngoài ra thì nó cách quốc lộ 17 chỉ khoảng 150 đến 200 m. Rồi, ok. Đấy, thì nó đã ra quốc lộ 17 rồi. Đấy, ngoài ra thì đi cảng Hải Phòng thì chúng ta chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Có thể thông qua quốc lộ 5 và hoặc là quốc lộ 5B, cao tốc 5B. Đó. Và về khu vực trong xưởng này thì về hệ thống phòng cháy chữa cháy này, an ninh này, rồi về điện áp ở đây thì hoàn toàn là được đảm bảo hết. Có thể nói như này, thì về vòng ngoài thì bọn em bao gồm có tiện ích là bảo vệ thì an ninh 24/24. Đấy, nên đảm bảo là về mặt tài sản và đảm bảo về mặt an ninh cho các cái đơn vị. Ngoài ra thì nói về thêm về vòng ngoài thì hiện tại là bên em có cái trạm biến áp là 1000 kVA, đảm bảo cái việc sản xuất cho cả hai xưởng. Đúng rồi. Thì hiện tại ở đây đều có cái nước sạch ấy, nước sạch đến tận xưởng để chúng ta phục vụ là sản xuất và sinh hoạt. Và hiện tại thì mình đang cho thuê một xưởng hay hai xưởng em? Hiện tại thì bên em đang sản xuất bên này. Còn lại là bên này thì bên em đang muốn hợp tác đầu tư hoặc là cho thuê xưởng. Đó, và một xưởng là 3500 m², như cái cửa này là 5m và 5 x 7. Và cái cửa đi vào xưởng là chúng ta có thể là ô tô lớn bé và đặc biệt là container cũng có thể là di Đúng chuyển rồi. Vào bên trong được. Container vẫn chạy vào. Đấy, vẫn di chuyển vào và bốc xếp hàng được. Và về giá thì anh em mình sẽ xin phép khán giả là để phía dưới phần mô tả của video. Đúng rồi. Bởi vì là giá thì đôi khi là sẽ có sự thay đổi. Đó. Bởi vì là thời kỳ dịch bệnh này cho nên là đôi khi cũng có sự một chút gọi là hỗ trợ. Đúng rồi. Thì cho nên là về giá của cái xưởng này thì chúng tôi sẽ xin phép để phía dưới phần mô tả của video. Và nếu quý vị hoặc là những doanh nghiệp nào mà quan tâm đến khu nhà xưởng này thì hãy nhanh chóng liên hệ cho bên kênh Tìm Nhà Đẹp theo số điện thoại 0989 163 130 hoặc truy cập tại website timnhadep.net. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.